Đây là hình ảnh mà khán giả cung cấp cho chương trình Camera Cận Cảnh. Đồng hồ hiển thị thời gian trên camera là khoảng 2 giờ 33 phút sáng. Vào thời điểm này mọi người đã chìm trong giấc ngủ say. Nhưng đột nhiên có tiếng mở khóa cửa tiệm, có lẽ là chủ cửa tiệm về chăng? Lần lượt một người, hai người vào trong cửa tiệm. Họ bật đèn pin để tìm công tắc hay đang tìm kiếm thứ gì đó. 5 giây sau, người thứ ba đi vào cùng tham gia lục lọi tìm kiếm như hai người kia. Vậy ba người này là ai? Tại sao có những hành động kỳ lạ giữa đêm khuya như thế này? Và những hành động lục lọi trong bóng tối đã cho thấy ba kẻ này đích thị là những tên trộm. Sau một hồi tìm kiếm trong bóng tối, những tên trộm này chưa lấy được gì, cho nên bọn chúng đã làm liều mở đèn lên để cho việc tìm kiếm dễ dàng hơn. Và cái tủ đựng điện thoại là mục tiêu mà chúng để mắt đến.